Chào mừng chị em đã đến với bài tập yoga đốt mỡ toàn thân ngày hôm nay cùng với Hoàng Nguyên. Và bài tập ngày hôm nay sẽ bao gồm những động tác tác động sâu vào toàn bộ cơ thể của mình, từ đó giúp cho chúng ta đốt được nhiều calo nhất. Chị em nhớ nha, những bài tập mà tác động vào toàn thân sẽ là những bài tập giúp chị em đốt được nhiều calo nhất, từ đó giúp cơ thể săn chắc và thon gọn hơn. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau trải thảm ra và bắt đầu tập luyện nào. Để bắt đầu, mình đứng về giữa thảm, rồi từ đây chúng ta đan hai tay vào nhau, kiễng gót chân bên phải lên, xoay khớp cổ tay cổ chân. Xoay tròn đều và nhịp nhàng. Ok, mình đổi bên và xoay ngược lại. Rồi, hai chân của mình mở rộng bằng vai, đưa hai mũi chân hướng thẳng về phía trước, giữ thẳng lưng. Hít vào, hai tay vươn lên cao, áp sát mang tai, thả lỏng vai xuống. Từ đây chúng ta kiễng gót chân tách khỏi thảm, siết chặt toàn bộ cơ thể, thở ra, hạ tay, hạ chân xuống. Hít, hai, vươn lên. Thở, hạ xuống. Hít, ba, lên. Thở xuống. Hít, bốn. Thở ra, hít 5, thở ra, hít 6, thở ra, hít 7, thở ra, hít 8, thở ra, hai nhịp cuối, hít 9, thở ra, lần cuối, hít 10. Và thở ra, ok, mình bước hai chân rộng hơn một chút nữa. Và chéo mũi chân sang hai bên, hít vào, vươn hai tay áp sát tai. Và từ đây thở này, nâng gót chân bên trái lên, tay trái chống vào eo. Rồi thở, mình nghiêng sang bên trái, kéo căng lưng phải. Và chúng ta kéo thẳng tay phải lên như thế này nhá. Hít vào, nâng lên, hai tay vươn. Và thở ra, đổi bên, tay phải chống eo phải, kiễng gót chân phải này. Rồi chúng ta nghiêng mình sang bên phải, kéo căng tay trái. Hít vào, nâng người lên, hai tay vươn. Thở, nghiêng trái. Hít vào, nâng người lên, hai tay vươn. Thở ra, nghiêng phải. Một vòng nữa, hít vào, nâng người lên, hai tay vươn. Thở, nghiêng trái. Và mình giữ ở đây 5 nhịp. 5, nghiêng sâu hơn nữa. 4, 3, 2, một, hít vào, nâng người lên, hai tay vươn. Và thở ra, nghiêng mình sang bên phải. Nghiêng sâu hơn. Mình nhớ giữ thẳng tay bên trái nhé. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào, nâng người lên, hai tay vươn lên. Và thở ra, xoay cơ thể sang bên phải này. Đưa tay phải vòng qua eo trái. Tay trái đặt lên vai phải, vặn xoắn về sau tối đa. Hít vào, xoay về giữa, hai tay vươn. Thở ra, đổi bên. Xoay vặn xoắn tối đa về sau, đẩy ngực lên. Hít vào, về giữa, hai tay vươn. Thở ra, xoay vặn xoắn sang phải. Hít sâu, nâng người lên, hai tay vươn. Thở, xoay trái. Một vòng cuối, hít vào, xoay người về giữa, hai tay vươn. Thở, xoay phải. Và mình giữ tĩnh ở đây 5 nhịp. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào, xoay về giữa, hai tay vươn. Và thở ra, đổi bên. Mình giữ ở đây nào. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào, xoay về giữa, hai tay vươn lên cao. Và từ đây thở ra, mình gập người về phía trước 90 độ. Rồi, nếu mà bạn căng quá, trùng nhẹ gối xuống cho Uyên nha. Và đầu gối đi cùng chiều với mũi chân. Giữ ở đây 5 nhịp thở. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào, bình tĩnh, nâng người lên. Thực hiện 3 lần. Thở ra, gập người xuống. 90 độ. 5, 4, 3, 2, 1, lần cuối, hít vào, nâng người lên. Lúc này chúng ta hơi mỏi tay rồi đúng không? Không sao cả, mình tiếp tục lần cuối. Thở, gập người xuống 90 độ.
Đẩy cái mông của bạn về sau và đầu gối chúng ta đẩy về sau một chút nữa nha. Giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Rất tốt. Hai tay của mình đặt xuống thảm. Thở hết, mình đẩy hông lên cao, duỗi thẳng chân và chậm chậm gập người xuống. Kéo giãn toàn bộ kheo chân của bạn. Hít thật sâu. Thở ra, gập người xuống. 5, 4, 3, 2 và 1. Hít vào, siết cơ bụng, cuộn đốt sống. Bình tĩnh, nâng người lên. Hai tay vươn lên cao. Và thở ra thì mình hạ tay xuống. Rất tốt, rồi bây giờ chúng ta sẽ bước về đầu thảm. Hai chân của mình mở rộng bằng vai. Siết cơ bụng, cuộn hông xuống thẳng lưng. Mở nhẹ hai vai sang hai bên, tư thế trái núi. Hít vào, vươn hai tay, vươn áp sát tai. Thở, siết bụng, đẩy ngực, ngả sau, đẩy nhẹ hông về phía trước. Hít vào, nâng người lên. Và thở ra, hai tay ôm cổ chân, cúi gập người xuống. Chung nhẹ gối và đưa cái ngực của bạn chạm vào đầu gối, thả lỏng cổ. Hít sâu, kéo tay lên phía gần gối, giữ thẳng lưng, mắt nhìn thẳng xuống. Và thở ra, gập lần hai. Hít sâu, trùng gối, hai tay chống xuống thảm. Bước hoặc nhảy hai chân về sau, tấm ván. Xốc vai, siết cơ bụng, đạp căng gót chân. Thở, hạ gối, ngực cằm, chạm thảm. Hít vào, lướt rắn. Xoay nhẹ vai, đẩy ngực lên. Mắt nhìn thẳng về phía trước. Thở, nâng gối, nâng hông, chở úp mặt. Đẩy đỉnh hông lên cao và duỗi dài lưng. Rút sâu rốn và dồn lực về gót chân cho uyên nha. Hít vào, kiễng chân, cuộn lưng, lao người về phía trước. Bước chân trái lên cạnh tay trái. Nhón các đầu ngón tay, đạp căng gót chân sau. Hít sâu, nâng người lên, tư thế trường tấn cao. Hai tay của mình vươn áp sát mang tai, hướng thẳng đỉnh đầu lên trần. Thở, siết bụng, đẩy ngực, ngả sau. Hít vào, nâng người lên, hai tay chống xuống thảm. Bình tĩnh, bước chân trái về sau, tấm ván. Rồi thở, trùng khuỷu tay này. Mình hạ người xuống, nằm sấp xuống thảm luôn. Hít, xoay vai một vòng, đẩy ngực lên rắn. Thở, nâng gối, nâng hông, chở úp mặt. Đẩy đỉnh hông lên cao, tối đa. Hít vào, kiễng cao chân, đẩy cuộn lưng và bước chân bên phải lên cạnh tay phải. Nhón các đầu ngón tay, duỗi lưng, đạp căng gót chân trái. Hít sâu, nâng người lên, hai tay vươn áp sát tai. Thở, siết bụng, đẩy ngực, ngả sau. Hít vào, nâng người lên, hai tay chống xuống thảm. Bước chân bên phải về sau, tấm ván. Thở, trùng khuỷu tay, hạ người nằm xuống thảm. Hít sâu, xoay vai, đẩy ngực lên rắn. Thở, nâng gối, nâng hông, chở úp mặt. Đẩy đỉnh hông lên cao, duỗi lưng. Hít sâu, kiễng chân, trùng gối, mắt nhìn hai tay, bước hoặc nhảy hai chân lên cạnh hai tay của mình. Rồi, hai tay ôm cổ chân và thở, cúi gập người xuống. Hai chân của mình mở rộng bằng vai nhé. Hít vào, hai tay của mình vươn áp sát tai. Bình tĩnh, nâng người lên, tư thế cái ghế. Cuộn nhẹ hông xuống, trùng gối, mắt nhìn thẳng, duỗi thẳng cổ. Rồi từ từ hít vào một hơi thật sâu, gồng cơ bụng, nâng thẳng người lên, kết thúc một vòng. Và thở ra, hai tay ôm cổ chân, cúi gập người xuống. Hít sâu, kéo tay lên phía gối, duỗi thẳng lưng, cơ thể song song với mặt thảm. Thở ra, hai tay ôm cổ chân, cúi gập lần hai. Hít vào, trùng gối, hai tay chống xuống thảm. Bước hoặc nhảy hai chân về sau, tấm ván.
xốc vai, xếp cơ bụng và thở, trùng khuỷu tay, nằm sấp xuống. Hít vào, xoay vai, đẩy ngực lên rắn. Thở, nâng gối, nâng hông, chó úp mặt, đẩy đỉnh hông lên cao tối đa. Hít sâu, kiễng chân, cuộn lưng, lao người về phía trước, bước chân trái lên cạnh tay trái, nhón các đầu ngón tay, đạp căng gót chân phải. Hít, nâng người lên, hai tay vươn áp sát tai. Rồi, bây giờ chúng ta giữ ở đây, 5 nhịp thở đều, giữ cho cơ thể của chúng ta thật là vững chãi. 5, 4, 3, 2, 1, đưa hai tay của bạn ra ngang, hít sâu. Thở ra, xoay cơ thể sang bên trái, vặn xoắn. Hít vào, xoay về giữa. Thở, xoay trái. Đạp căng gót chân sau nha. Hít sâu, về giữa. Thở, xoay trái. Hai vòng nữa, hít vào, về giữa. Thở, xoay trái. Cố gắng xoay tối đa nào. Một vòng cuối, hít vào, về giữa. Và thở, xoay trái. Giữa đây 5 nhịp. 5, 4, 3, 2, 1, hít vào, về giữa. Rồi, thở, hai tay của mình chống xuống thảm. Từ đây, chúng ta tiếp tục chỉnh cho hai chân thật là vững. Chống bằng các đầu ngón tay. Hít sâu, dườn căng lồng ngực. Và từ đây, chúng ta đưa tay trái vươn hướng lên trần. Mắt nhìn theo tay và giữ. 5, kéo căng tay trái lên trần nào. 4, 3, 2, 1, rất tốt. Hai tay của mình chống xuống thảm. Hít vào, bước chân trái về sau tấm ván. Từ đây thở, trùng khuỷu tay, hạ cơ thể xuống nằm sấp. Hít sâu, xoay vai một vòng, đẩy ngược lên, con rắn. Thở ra, nâng gối, nâng hông, chó úp mặt. Rồi, mình đổi bên nào. Hít vào, kiễng chân, cuộn lưng, lao người về phía trước. Bước chân bên phải lên cạnh tay phải. Nhón các đầu ngón tay, giữ thẳng lưng. Hít vào, bình tĩnh, nâng người lên. Hai tay vươn áp sát tai. Và chúng ta giữ thẳng, hướng thẳng đỉnh đầu lên trần. Siết chặt cơ đùi, cơ bụng. Giữ ở đây 5 nhịp thở đều. 5, 4, 3, 2, 1, rất tốt. Hít sâu, mình đưa hai tay ra ngang, hướng lòng bàn tay xuống và căng tay. Thở ra, bình tĩnh, xoay cơ thể sang bên phải. Xoay tối đa chỗ nguyên nha. Hít hai, về giữa. Thở, xoay phải. Hít ba, về giữa. Thở, xoay phải. Hít 4, về giữa. Cố gắng lên nào. Thở, xoay phải. Lần cuối, hít 5. Và thở, xoay phải. Giữa đây 5 nhịp. Cố gắng đập căng gót chân sau. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào, về giữa. Thở ra, đưa hai tay của mình xuống thảm. Hai tay của mình chống ngang chân và nhón các đầu ngón tay lên. Hít sâu, duỗi căng lồng ngực, đẩy thẳng lưng. Và từ đây mình vươn tay phải hướng trần. Mắt nhìn theo tay, thở hết. Cố gắng với cao tay phải của bạn lên trần. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi hít vào, hai tay chống xuống thảm. Từ đây bước chân bên phải về sau tấm ván. Xốc vai của bạn lên, đạp căng gót chân sau và giữ ở đây 10 nhịp thở. Cố gắng lên ạ, tư thế này rất là tuyệt vời để giúp chúng ta đốt mỡ toàn thân đấy. Chị em cố gắng cùng Uyên nha, không ai bỏ cuộc cả. Nào, nâng lên. 10, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1, 5 nhịp nữa nha. 5, 4, 3, 2, 1, tuyệt vời, chung khỉu tay, nằm sấp xuống thảm. Ok, rất tốt, hít vào, xoay vai, đẩy ngực lên rắn. Và thở ra, nâng gối, nâng hông trở úp mặt. Duỗi dài lưng và nhấn lực về gót chân. Hít vào, chúng ta siết cơ bụng này. Từ đây mình đẩy người về tư thế tấm ván. Chúng ta có thể bước chân về sau hoặc điều chỉnh sao cho mình cảm thấy cơ thể trên cùng một đường thẳng và tay vai của mình vuông góc với thảm nhé. Xốc cái vai của mình lên, gồng chắc cơ bụng nào. Từ đây đổ hai gót chân sang bên phải. Thở ra, nâng tay trái của mình lên. Hướng chân, nghiêng mình sang một bên nha. Hít vào, về giữa tấm ván. Thở ra, đổi bên. Vươn tay phải cao lên trần. Hít vào, về giữa tấm ván. Thở, đổ hai gót chân sang phải. Nghiêng sang trái. Hít vào, về giữa tấm ván. Thở ra, đổ hai gót chân sang trái. Vươn tay phải lên. Hít vào, về giữa tấm ván. Vòng cuối, thở, đổ gót chân sang phải. Vươn tay trái lên. 3, 2, 1. Hít vào, về giữa tấm ván. Thở, đổi bên. Vươn tay phải lên trần, giữ. 3, 2, 1. Hít vào, về giữa tấm ván. Và từ đây, thở về tư thế plank. Ok. Tư thế plank này. Chúng ta mắt nhìn về phía tay của mình nha. Xốc cái vai lên, đạp căng gót chân. Từ đây nếu tốt mình đổ hông sang hai bên, sang phải, sang trái. Động tác này tác động rất là sâu vào toàn bộ cơ thể, nhất là vùng eo của mình, giúp cho chúng ta có một vòng eo săn chắc hơn. Cố gắng lên chị em. Rất là tuyệt vời. Từ động tác này mình cảm thấy rằng là vùng eo của mình được tác động rất là căng, rất là đã. Cố gắng lên chị em ơi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, xúc vai nào. 4, 3, 2, 1, tốt. Rồi, nằm xuống, duỗi thẳng hai tay của mình ra. Và chúng ta nằm ngửa ra thẳng. Mình có thể nới nới nhẹ tóc nha. Đưa hai tay lên không trung và chúng ta rung lắc hai tay. Thả lỏng, thả lỏng, thả lỏng, thả lỏng. Ok, bây giờ chúng ta sẽ về tư thế cây cầu. Hai gót chân gần mông, hai tay của mình xuôi theo thân, hai tay xuôi theo thân. Hít vào, gồng chắc cơ bụng, cơ đùi, nâng hông lên, đồng thời hai tay vươn qua đầu. Và thở ra thì mình hạ xuống. Hít sâu, nâng lên. Cố gắng siết chặt cơ mông lại, thở hạ xuống. Hít ba lên, thở xuống. Hít bốn, nâng lên, thở xuống. Hít năm, thở xuống. Lần cuối, hít sáu, nâng lên. Rất tốt, và mình giữ ở đây. Từ đây bạn có thể đưa hai tay này, đưa về phía trong của lưng và chúng ta đan hai tay vào nhau. Lách lách nhẹ để đẩy cái ngực của mình lên cao nữa. Tốt, tiếp tục kiễng cao gót chân, siết chặt cơ đùi, cơ bụng và giữ lại. 6 5 4 3 2 và 1, hạ gót chân xuống, tách hai tay, hạ mông xuống. Tuyệt vời ạ. Hai tay của mình đan ôm gối và chúng ta lăn lưng. Hít sâu, bật lên, duỗi hai chân, thở gập xuống. Hít vào, bật lên, thở gập trước. Hít sâu, thở ra. Hít vào, thở ra.
hít sâu. Bóng cuối, thở ra. Ok, rồi chúng ta cuộn lưng, nằm xuống thảm. Hai tay của mình xuôi theo thân, lắc lắc nhẹ hai chân, rung nhẹ hai tay của mình. Thả lỏng hai chân nào. Hít thật sâu và thở thật chậm. Rồi, mình giữ tĩnh lại. Hít thở 5 nhịp thở để chúng ta điều hòa lại hơi thở của mình và lấy lại năng lượng sau buổi tập luyện nha. Thả lỏng hoàn toàn cơ thể của bạn. Thả lỏng tâm trí. Hít vào thật sâu, vinh căng bụng lên. Thở ra, xẹp bụng xuống. Hít vào, vinh căng bụng lên. Thở ra, thở hết. Hít sâu. Thở chậm. Hít vào, cảm nhận nguồn không khí tươi mát đang đi vào trong cơ thể của bạn. Thở ra, rút sâu, rốn, đẩy hết mọi cặn bã ra khỏi cơ thể của bạn. Hít vào, vinh căng bụng lên. Thở ra, chậm chậm, xẹp bụng xuống. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đưa hai chân chụm sát vào nhau. Hai tay đan, hít vào, vươn căng hai tay qua đầu, duỗi chân, kéo giãn toàn bộ cơ thể. Thở ra, thả lỏng, và mình nghiêng sang hai bên. Nghiêng hẳn sang một bên, chống tay lên tai về tư thế Phật nằm. Bình tĩnh co gối, chống tay và nâng người lên. Ok, mình lắc lắc nhẹ hông, đưa hai tay khum, vỗ lưng. Vỗ đùi. Ok, mình đưa hai tay chắp trước ngực. Thật là tuyệt vời, chúng ta đã vừa hoàn thành xong bài tập ngày hôm nay. Chúc mọi người có một ngày thật là tươi vui, một ngày thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc. Và nếu chị em quan tâm đến một chương trình tập luyện chuyên sâu hơn và đốt nhiều calo hơn thì Hoàng Nguyên sẽ để cái link ở bên dưới phần bình luận nhá. Và thêm nữa là nếu mà chị em muốn có một cơ thể săn chắc hơn thì không thể nào thiếu được một chế độ dinh dưỡng khoa học, và Hoàng Uyên cũng sẽ để link ở bên dưới phần bình luận nha. Chị em nhớ tham khảo và hãy đồng hành cùng Hoàng Uyên để lấy lại một vóc dáng thon gọn và một sức khỏe thật tốt. Hẹn gặp lại chị em vào những video tiếp theo. Bye bye.